Hai mẹ con mới đi ăn sáng về cả nhà. Cái ăn gì á? Để pha cà phê uống. Bé ăn hạt hướng dương nha cả nhà. Ba bé mua cho bé mịch nè, giờ cắt ra bỏ hộp để nó mềm. Còn mẹ thì uống cà phê nha. Coi có gì phim đọc hình không? Có phim đọc hình nè cả nhà. Mấy này không có đi bơi. Để thằng em bị bệnh này. Mưa bão nè cả nhà. Bây giờ trời đang âm u nha. Chuẩn bị mưa tiếp nha. Này uống dính dính cả nhà, uống hai gói thôi, uống ba uống gói luôn cả nhà. Mở lâu quá nó mềm bé. Cái nắp bày lại. Đổ này qua đây. Quả chiên có không? 10 miếng thịt là cả nhà. Thịt bằm quất với dầu sống á. Ướp chiên. Và còn tới 4 miếng nay mình ăn nha cả nhà. Rồi làm món mới cho con đó. Hai ống canh bí đỏ với bí đợi kho nha cả nhà. Cơm cả nhà.